Xin chào quý vị, xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phong thủy mệnh dương liễu mộc. Thưa quý vị, trong phong thủy cây liễu được tượng trưng là mệnh dương liễu mộc. Vậy mệnh dương liễu mộc có những đặc điểm như thế nào và liên quan đến việc xác định mệnh tuổi màu sắc hợp mệnh, hợp tuổi để vận dụng vào cuộc sống tăng sự may mắn thì xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo từng phần chi tiết. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 1. Khái quát mệnh dương liễu mộc. Thưa quý vị, dương liễu mộc được xem là một loại cây có đầy đủ thân và lá đều mềm mỏng. Mệnh dương liễu mộc là những người sinh năm Nhâm Ngọ 1942, 2002 và những người sinh năm Quý Mùi 1943, 2003. Với bản chất mềm mại và uyển chuyển thì những người mệnh này rất được sự yêu quý của những người xung quanh, luôn được mọi người xung quanh dành cho nhiều sự thiện cảm. Họ rất ít gây sự cãi vã với người khác. Sự mềm mỏng của họ đem đến sự ôn hòa, không cãi vã, luôn cảm thấy được bình yên. Để có được điều này, họ có thể đổi đi lợi ích của bản thân để có được bầu không khí ôn hòa. Họ là những người thiện tâm, có những đức tính quý báu như thương người, gương mặt hơi buồn, nhiều suy nghĩ về nội tâm, ánh mắt cũng có chút u buồn lắng đọng. Mệnh dương liễu mộc, họ thích sự yên tĩnh, nghiên cứu kiến thức rộng trong nhiều lĩnh vực đời sống, đưa một phần kiến thức của mình vào xã hội. Dương liễu mộc thuộc vào mệnh mộc nên rất hay dính vào những câu chuyện được bàn tán nhiều, nhiều người nói ra nói vào. Trong những lúc như vậy, dù người có bình tĩnh đến mấy cũng tỏ ra không quan tâm mọi việc, nhưng cũng không thể tránh khỏi những suy nghĩ, những dao động khiến những lập trường tự quyết bản thân có thể bị lung lay. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 2. Đặc điểm phong thủy mệnh dương liễu mộc. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết thì dương liễu mộc là một trong những mệnh thuộc hành mộc. Vậy mệnh này có những tính chất đặc điểm gì nổi bật về phong thủy? Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần A. Mệnh dương liễu mộc hợp mệnh nào? Thưa quý vị, trong phong thủy ngũ hành có 5 hành gồm kim mộc thủy hỏa thổ. Những hành này luôn có sự tác động lẫn nhau theo quy luật tương sinh tương khắc. Và mệnh dương liễu mộc hợp với mệnh nào? Thưa quý vị, theo quy luật tương sinh, người mệnh dương liễu mộc có quan hệ tương sinh với mệnh thủy, thủy sinh mộc và mệnh hỏa, mộc sinh hỏa. Theo quy luật tương khắc thì người mệnh dương liễu mộc có quan hệ tương khắc với mệnh thổ, mộc khắc thổ. Quý vị lưu ý cho là cây sống nhờ vào nước và đất, tuy nhiên với mệnh dương liễu mộc thì lại là mộc khắc thổ. Thổ này không có nghĩa có thể hợp với được mệnh mộc và mệnh kim, mộc khắc kim. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần B. Mệnh dương liễu mộc hợp màu nào? Thưa quý vị, để xác định được màu sắc tương hợp với bản mệnh cần dựa vào quy luật trong tương sinh và tương khắc. Mệnh dương liễu mộc cần chọn màu sắc tương sinh để hỗ trợ tốt cho mình. Chọn màu đen, màu xanh dương thuộc thủy, lựa chọn màu xanh lá để thấy được sự tương hòa. Vì màu xanh lá là màu của hành mộc, khi sử dụng những màu này sẽ giúp cảm thấy tự tin về bản thân hơn, cũng như là gặp được nhiều may mắn. Không nên tương hợp với các màu trắng thuộc kim, màu vàng thuộc thổ, thường bất lợi, ít nhiều giảm đi cát lợi và may mắn. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần C. Mệnh dương liễu mộc hợp tuổi nào? Hiện nay việc xem và lựa chọn tuổi kết hợp không còn xa lạ với mọi người. Việc làm này rất đúng và tốt vì nó quyết định tương lai của mình. Gia đình và sự nghiệp là những mối quan hệ mà chúng ta đang hướng tới và làm động lực để phát triển. Tuy nhiên để có mối quan hệ đó được tốt đẹp, một phần phụ thuộc vào lựa chọn tuổi kết hợp. Vì lựa chọn người hợp tuổi để kết hợp sẽ mang đến nhiều thuận lợi và may mắn. Mệnh dương liễu mộc hợp với những tuổi sau đây. Đối với những người tuổi Nhâm Ngọ thì mệnh này hợp với các tuổi Giáp Thân, Bính Tuất, Canh Thìn. Còn những người tuổi Quý Mùi hợp với các tuổi Ất Dậu, Đinh Hợi, Kỷ Sửu. Khi người mệnh dương liễu mộc kết hôn hay hợp tác làm ăn với các tuổi này sẽ thường gặp được nhiều may mắn thuận lợi, vợ chồng hòa thuận vui vẻ và phát đạt. Mệnh dương liễu mộc không hợp với các tuổi sau đây. Đối với những người tuổi Nhâm Ngọ thì mệnh này xung khắc với các tuổi Ất Dậu, Mậu Tý, Canh Ngọ, Đinh Dậu, Canh Tý, Bính Tý. Còn những người tuổi Quý Mùi thì xung khắc với các tuổi Nhâm Thìn và Canh Thìn. Những tuổi trên rất đại kỵ với mệnh này, vì vậy không nên kết hợp. Chúng ta càng nên tránh những cái tuổi đại kỵ thì càng tốt. Xin chúc quý vị sức khỏe và gặp nhiều may mắn.